Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hoạt động bình chọn, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thông qua đó, chính quyền và ngành công thương Đắk Lắk đã phát hiện, tôn vinh và hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất đầu tư áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Đây là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Trong chuyên mục truyền hình công thương của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự Đắk Lắk thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những hoạt động quan trọng của ngành công thương nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Trong giai đoạn 2012-2021, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh các năm 2017-2019-2021 với 42 cơ sở trên 61 sản phẩm tham gia. Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công nhận 29 sản phẩm và bộ sản phẩm đạt chứng nhận cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực các năm 2018-2020 với 10 cơ sở trên 10 sản phẩm, bộ sản phẩm. Kết quả, 7 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận cấp khu vực. Tham gia cấp quốc gia các năm 2019-2021 với 7 cơ sở trên 7 sản phẩm, bộ sản phẩm. Kết quả, 5 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận cấp quốc gia. Năm 2022, Đắk Lắk có 13 cơ sở công nghiệp nông thôn với 15 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, làm hồ sơ tham gia đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Kết quả đã có 11 sản phẩm, bộ sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Có thể thấy chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thu hút nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn tham gia với số lượng sản phẩm tăng cao qua từng đợt. Theo đánh giá của ban tổ chức, các sản phẩm tham gia bình chọn có chất lượng, mẫu mã bao bì phong phú, trong đó có nhiều sản phẩm của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn vùng sâu vùng xa như Esup, Lắc và Cà Rông Năng. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có được 29 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 5 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Thì trong thời gian qua thì Sở Công Thương cũng có những cái hoạt động để thúc đẩy phát triển cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, như là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 3 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, hỗ trợ về mặt thủ tục hồ sơ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp tỉnh. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh là những sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh, tập trung ở những lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và chế biến thực phẩm. Đơn cử như sản phẩm hạt mắc ca Đắk Lắk cao cấp của công ty cổ phần Đa Mắc Ca Nguyên Phương ở xã Phú Lộc, huyện Cà Rông Năng vừa được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2022. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cùng các sở ban ngành đã hỗ trợ cho chúng tôi về các cái nội dung để chúng tôi đăng ký được cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh cũng như là cấp khu vực. Ngoài ra thì tỉnh cùng với lại Sở Công Thương đã hỗ trợ công ty chúng tôi trong việc là quảng bá hình ảnh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến với lại bạn bè trong nước và quốc tế. Đó là một trong những chúng tôi cảm thấy rất là cảm ơn, cũng như là hy vọng là trong thời gian tới sẽ được các sở ban ngành cũng như là lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo hơn để công ty có những cái sản phẩm tốt hơn cũng như là có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp toàn quốc trong thời gian tới. Tất cả
cả các cơ sở có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp đều được quảng bá trên trang thông tin điện tử của ngành công thương có liên kết đến trang thông tin điện tử của chính cơ sở được hỗ trợ in ấn phẩm quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp của tỉnh. Các cơ sở nổi bật về mô hình được lựa chọn để thực hiện phóng sự trên trang truyền hình công thương của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hoặc được hỗ trợ quảng bá trên báo Đắk Lắk được ưu tiên lựa chọn mời tham gia các chương trình kết nối giao thương giữa các vùng miền, các tỉnh hoặc các chương trình xúc tiến thương mại của ngành tổ chức trong và ngoài nước. Hàng năm, Sở Công Thương Đắk Lắk cũng đã rà soát nhu cầu để ưu tiên hỗ trợ ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, nâng cao công suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp về các chính sách, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước, tham gia kết nối cung cầu tại các thành phố lớn, mở rộng thị trường tiêu thụ, tổ chức giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố, quảng bá trên trang thông tin điện tử của ngành, phối hợp với các cơ quan báo đài ở trung ương cũng như của tỉnh, tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm. Từ năm 2017 đến nay đã có 4 cơ sở có sản phẩm đạt công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhận được sự hỗ trợ để mở rộng quy mô sản xuất. Trong đó 2 cơ sở được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và 2 cơ sở được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Tổng kinh phí hỗ trợ là 750 triệu đồng. Ngoài ra hàng năm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đưa sản phẩm đi tham gia tại các hội chợ trong nước nhằm giới thiệu mua bán hợp tác tiêu thụ sản phẩm thông qua hội nghị kết nối cung cầu, mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về tìm hiểu, ký kết thỏa thuận hợp tác, đưa hàng vào siêu thị. Những nội dung hoạt động khuyến công được hỗ trợ thực hiện từ những bước đi đầu tiên của cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm chắp cánh cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bay xa, vươn xa. Để Việt Thắng đạt được cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì Việt Thắng được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các sở ban ngành trong huyện và cũng như trong tỉnh, nhất là Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến Công đã từng bước hỗ trợ công ty Việt Thắng đưa sản phẩm đi các hội chợ để triển lãm, trưng bày và giới thiệu đến mọi người biết đến sản phẩm của Việt Thắng. Trong quá trình đó thì Việt Thắng, cái sản phẩm của Việt Thắng được đánh giá rất là cao. Và từ đó là Việt Thắng được sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tới bây giờ thì đang được đến cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các doanh nghiệp cơ sở có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng quan tâm cải tiến về mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sản phẩm đã tiếp cận với khách hàng ngày càng nhiều, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển. Đắk Lắk có hàng ngàn cơ sở công nghiệp nông thôn, trong đó quy mô hoạt động chủ yếu là vừa và nhỏ. Để hỗ trợ các cơ sở này phát triển ổn định, bền vững, nhiều hoạt động khuyến công đã được triển khai. Thông qua nguồn vốn khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đắk Lắk, Sở Công Thương tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cấp máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại, thay đổi công nghệ đóng gói bao bì, hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Qua đó đã thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các khu cụm công nghiệp. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp còn chủ động phối hợp cùng với Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển thương hiệu, gắn việc phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với phát triển du lịch để giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống qua ứng dụng công nghệ số. Đáng mừng là đến nay, nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đã nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi sản phẩm được công nhận là tiêu biểu các cấp, nên các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, chủ thể sản xuất ngày càng hào hứng tham gia bình chọn. Hoạt động bình chọn được xét duyệt qua nhiều bước nên đã tìm ra các sản phẩm thật sự tiêu biểu, có chất lượng, có tiềm năng phát triển. Khi được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được xem như có giấy chứng nhận sản phẩm tốt, tạo niềm tin với người tiêu dùng, đối tác. Qua đó từng bước thiết lập kênh phân phối rộng rãi, đưa sản phẩm vươn ra thị trường rộng lớn trong khu vực, trong nước và nước ngoài.
để tiếp tục mà phát triển được các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thì chúng ta cần phải tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp như sau. Thì cần phải tăng cường tuyên truyền vận động sâu rộng đến các cái cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là nhận thức cái sâu sắc về cái việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn để tích cực tham gia bình chọn sản phẩm. Rồi tuyên truyền đến các cái cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn để mà nắm bắt tiếp cận các cái chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn của nhà nước, khuyến khích hỗ trợ để phát triển về cái số lượng cái cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, đồng thời khuyến khích hỗ trợ các cái cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đang hoạt động nâng cao cái công suất, mở rộng cái quy mô sản xuất, rồi thay đổi về công nghệ và phát triển các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn mới. Công nghiệp nông thôn đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần khai thác thế mạnh của các địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao của tỉnh, đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. Vì thế, việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác bình chọn, hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu chính là nguồn động lực thúc đẩy các ngành nghề công nghiệp ở nông thôn tỉnh Đắk Lắk phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục truyền hình công thương của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.